Chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và tôi là Kiều Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip ngày hôm nay. Vâng, hôm nay trong clip này thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị công dụng của viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc trong việc hỗ trợ điều trị cũng như là ngăn ngừa bệnh huyết áp cao. Như quý vị đã biết thì huyết áp cao được xem là một trong những căn bệnh nguy hiểm và là kẻ giết người thầm lặng vì toàn bộ sự tiến triển của bệnh này thì thường diễn ra trong âm thầm và không có triệu chứng. Và theo thống kê, hiện nay tại Việt Nam thì có khoảng 12 triệu người mắc phải căn bệnh này, nghĩa là cứ trung bình 5 người trưởng thành thì sẽ có một người mắc bệnh. Và năm 2016 thì tỷ lệ này ở mức báo động đỏ với hơn 40% người lớn bị tăng huyết áp. Đây là căn bệnh xảy ra với nhiều biến chứng khác nhau, vì vậy chúng ta cần có phương pháp phòng tránh cũng như là chữa trị dứt điểm. Và tại sao tinh dầu thông đỏ được coi là giải pháp hàng đầu cho việc chữa trị cũng như là phòng tránh cao huyết áp? Thì ngay bây giờ tôi sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu. Thứ nhất thì cây thông đỏ từ xưa đã được xem như là dược liệu quý. Vỏ của nó thì có chứa nhiều hoạt chất có tác dụng điều trị ung thư. Và tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì được xem là một loại tinh dầu vô cùng quý hiếm, được chiết xuất 100% từ lá của cây thông đỏ và thường thì những cây thông này sẽ có tuổi thọ trung bình từ 1 cho đến 200 năm. Tinh dầu thông đỏ thì sẽ có chất chống oxy hóa vô cùng cao và nó có tác dụng điều trị lên đến 170 vấn đề liên quan đến sức khỏe, chẳng hạn như là huyết áp cao, cholesterol. Và với sự tiến bộ phát triển của khoa học ngày nay thì các nhà nghiên cứu đã cho ra đời tinh dầu thông đỏ dưới dạng viên nang đây thì được coi là một giải pháp tăng cường và cải thiện sức khỏe vô cùng hiệu quả. Quý vị nên nhớ là viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc nó còn giúp hỗ trợ điều trị chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa, đau dây thần kinh, bị tê liệt tay, chân và rụng tóc hay là còn tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Vâng như vậy là vô cùng tốt đúng không ạ? Tinh dầu thông đỏ thì sẽ được tinh chế theo công thức của người Hàn Quốc với thành phần chính là thông đỏ nguyên chất và một số các vitamin khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe. Chẳng hạn như là vitamin A thì sẽ tốt cho mắt, vitamin E tốt cho da và tóc hay là vitamin K. Cùng với đó là các axit amin, protein đóng vai trò cung cấp và cấu tạo nên các tế bào của cơ thể con người. Ngoài ra, với khoảng 20 loại hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa thì đã tạo nên những tác dụng tinh dầu thông đỏ vô cùng tuyệt vời và được dùng trong điều trị cao huyết áp, mỡ máu tiểu đường, đau đầu, loại trừ chất độc ở gan, phổi hay là trợ giúp tuần hoàn và dẫn truyền thần kinh, kháng viêm, tê chân tay hay trứng rụng tóc. Và theo nghiên cứu thì tác dụng của tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc đó chính là việc ức chế sự phát triển của nhiều loại vi sinh vật gây bệnh, chẳng hạn như là trực khuẩn lao, lỵ, thương hàn hay là tụ cầu. Tinh dầu thông đỏ thì cũng có khả năng chống co thắt cơ trơn và chống viêm lở loét. Chính vì vậy, nên không quá lạ khi tinh dầu thông đỏ được coi là một trong những loại thần dược bởi công dụng tuyệt vời của nó. Ngoài ra thì có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng ở những bệnh nhân điều trị bệnh và kết hợp sử dụng tinh dầu thông đỏ thì khả năng phục hồi sức khỏe của họ và chữa trị thì sẽ hiệu quả hơn là những bệnh nhân không sử dụng tinh dầu thông đỏ. Bên cạnh việc sử dụng tinh dầu thông đỏ thì quý vị cũng nên nhớ chúng ta nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống lành mạnh để đảm bảo một sức khỏe tốt nhất và không bệnh tật. Vâng, trên tay tôi bây giờ thì đang là một hộp tinh dầu thông đỏ. Và theo tôi thấy rằng hiện nay thì trên thị trường có khá là nhiều nơi bày bán tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc. Và tất nhiên thì điều này thì sẽ khiến cho khách hàng trở nên hoang mang. Tuy nhiên thì quý vị không cần quá lo lắng về điều này. Bởi với Crea Shop 24 giờ thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về sản phẩm tinh dầu thông đỏ nói chung và các sản phẩm khác nói riêng. Các bạn thì có thể liên hệ tới hotline là số điện thoại 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Và ngoài ra một điều nữa cần nói đến quý vị và các bạn, đó là một hộp tinh dầu thông đỏ như thế này thì chúng ta có thể được sử dụng là trong vòng 2 tháng. Và sau 2 tháng thì quý vị sẽ thấy là sức khỏe của mình được cải thiện rõ rệt. Và quý vị nên nhớ rằng ngoài việc sử dụng tinh dầu thông đỏ để hỗ trợ điều trị bệnh hay là phòng chống bệnh, thì chúng ta cũng nên có một chế độ ăn hay là sinh hoạt lành mạnh. Cùng với đó thì hãy nhớ thường xuyên tập thể dục để giữ cho sức khỏe dẻo dai quý vị nhé. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!